Đang ở trên đài của tượng Kitô vua. Hồi xưa không có mấy cái cây này cho nên nó thấy được, còn bây giờ cây nhiều nên nó che mất cái view. Tâm đang chụp hình. Mấy em kia đang còn leo lên trên, tít ở trên luôn, cánh tay luôn.